Barber đã ra mở một cái tiệm riêng này ha. Địa chỉ đó chính là A1A Phạm Ngũ Lão, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, Cần Thơ nha mọi người. Mọi người nào ở đây thì lại cắt tóc ủng hộ lính mình ha. Đây thì 29 này sẽ khai trương. Đây để mình vô mình quay ở trong cho mọi người xem ha. Thì chỉ là mới xong thôi, còn trang trí thì chưa có trang trí gì nhiều. Tầm cỡ 1 ngày 2 ngày nữa mới hoàn thiện hết nha mọi người. Còn gắn hình nữa. Đây là hậu này. Mọi người là cắt tóc thì qua ủng hộ hậu nha. Ghế này thì 4,8 triệu một cái nha mọi người. Bàn này thì 2,4 triệu. Kiến thì có 200,000-300,000 cái kiến à. Ba ghế. Ghế gọi. Hình thì đang làm đợi gắn máy lạnh rồi mới gắn hình lên nha mọi người. Có còn đó mà không? Cái này nó thiếu rồi. Thiếu gì? Thiếu hình. Cái này hả? Khung. Còn 8 cái khung đi. 8 khung đi. Cái này thấy mình còn thấy nó bị trùng lại trùng hả? Để 8 cái nữa đi con sao đi. Để mai về thì kiếm anh đi thì anh tám với anh mấy cái nhỏ 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 để gắn dù kiếm đó. Đó thì 8 hay 9. Đây nha mọi người, tiệm này thì trang trí mua bàn ghế, tiền nhà, tiền bọng luôn á, thì tiền mặt bằng, tiền thuê, tiền cọc luôn á, thì tầm cỡ 100 triệu nha mọi người, đổ lại. Tại vì nặng nhất á là dàn ghế với dàn cọc nhà thì 3 tháng rồi, lỡ ra 2 mấy gần 30 triệu rồi. Còn ghế này thì cái 4,3 triệu, 3 cái thì nó 3 cái ghế này với cái gọi này nó quất cỡ 10 mấy triệu rồi, 18 rồi. Còn bàn này, 3 cái bàn này với kiến nữa thì nó tầm cỡ gần 10 triệu nữa rồi. Thì tìm trang trí gì này kia nọ ra tầm cỡ 100 đổ lại thôi. Bản hiệu thì chữ nổi thì nó tầm cỡ 10 mấy à mọi người. Đây cái bản hiệu này làm 10 mấy triệu. Nói chung á là mình làm hình hốn thì cái mức tầm cỡ 100 triệu đổ lại, vậy là dạng đẳng cấp cao rồi mọi người ơi. Còn ở dưới quê thì mình mở tiệm tầm 10 mấy 20 triệu là làm được rồi. Còn cái ghế chờ ở đây nữa. Thì đang đợi để gắn cái máy lạnh. Gắn máy lạnh là ở trên đây. Khi nào đã hoàn thiện hết thì mình quay cho mọi người xem ha. Thì bây giờ nó chưa có hoàn thiện, nó chỉ mới có 90% thôi. Khi nào hoàn thiện hết thì mình quay cho mọi người xem ha.